Vâng, chào mừng các bạn đã trở lại với khóa học của mình. Mình là LT Design. Đây là khóa học thiết kế dành cho những người bận rộn. Chúng ta không có quá nhiều thời gian để mà nghiên cứu về design. Thì trong khóa học này sẽ giúp cho các bạn đi vào thực tế hơn, giải quyết được những cái vấn đề thường gặp mà liên quan đến design. Trong buổi video ngày hôm nay, cũng là buổi thứ tư rồi, thì trong bài học này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thiết kế về một cái nem cạc cho cá nhân hoặc là doanh nghiệp. Thì như chúng ta đều biết, nem cạc là một trong những sản phẩm nhỏ trong cái bộ nhận diện thương hiệu ha. Thì thường thường trong bộ nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp thì có nem cạc nè đó. Thì trong buổi video ngày hôm nay chúng ta sẽ biết cách thiết kế một nem cạc cho cá nhân hay là cho doanh nghiệp, và cách thiết kế như thế nào, kích thước ra sao để đi từ đầu cho đến khi mà chúng ta có được một thành phẩm để mà in ấn thì như thế nào. Thì qua video ngày hôm nay chúng ta sẽ biết được những điều đó ha. Thì đây là một cái mẫu mình đã lựa ra để cho các bạn cùng luyện tập với mình. Thì trong quá trình luyện tập chúng ta sẽ ôn lại những cái công cụ trong Adobe Photoshop và những kỹ năng thiết kế trong Photoshop ha. Thì sau khi xem những video này, nếu bạn nào mà có thắc mắc và có nhu cầu về khóa học thì có thể liên hệ với mình. Mình có chia sẻ cả offline và online ha. Và cách học như thế nào, thì nếu mà những bạn mới bắt đầu đi vào thì chúng ta sẽ tập cover lại là nhiều. Cover lại thứ nhất là để mà chúng ta biết làm quen với các cái công cụ, và thứ hai là chúng ta sẽ làm quen được cái cách dàn bố cục này, màu sắc này đó. Rồi sau những cái mà mình cover lại, mình sẽ rút ra những cái điều mà cần thiết. Ví dụ như cái nào tốt thì mình giữ lại, cái nào mà chưa được thì mình sẽ cải thiện nó đi ha. Đó là cách học. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính. Đầu tiên á, mà để làm một cái gì cũng vậy, chúng ta cần phải có kích thước của nó ha. Thì các bạn sẽ lên Google và gọi kích thước chuẩn của nem cạc nè. Đó, thì nó hiện ra đây. Thì kích thước chuẩn là 9x540cm và đổi ra in là 305x2 in ha. Thì thường thường có nhiều loại nem cạc lắm các bạn. Cái kích thước thì các bạn tùy chọn, ví dụ có loại theo chiều ngang, có loại theo chiều dọc ha. Còn đây là mình thường thường mình làm loại phổ biến là cái loại theo chiều ngang. Rồi bây giờ chúng ta đã có kích thước rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ tạo một dự án mới. Đó. Thì bấm vào New để tạo một dự án mới. Thì ở phần nem chúng ta
các bạn lưu ý phần này cho mình ha, nhớ note lại. Được rồi, giờ bắt đầu chúng ta sẽ setup lại cái hệ mail cho nó. Rồi, vậy thì chúng đây là cái nem cạc chúng ta sẽ thiết kế và in nó ra đúng không? Thì chọn hệ mail thiết kế in ấn. Đó. Rồi sau khi đã chọn xong rồi chúng ta sẽ nhấn OK thôi. Các thông số khác thì các bạn giữ nguyên cho mình ha. Rồi xong, đến đây chúng ta đã tạo được một cái dự án mới là nem cạc rồi đó các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bật cái thước lên. Để mà bạn có được cái thước ở phía trên, các bạn có thể nhấn phím tắt là Ctrl R ha. Nó sẽ hiện ra cái thước ở trên và cái thước bên tay trái. Thì các bạn bắt đầu kéo lưới, kéo các khung lưới này để chi là khi các bạn in ấn á, khi đi in ấn nó sẽ cắt sáng một phần á, nên là đề phòng cái nội dung mà nó bị tràn ra bên ngoài và bị mất á, thì chúng ta sẽ phải trừ hao đi một phần ha. Mình sẽ setup ở đây thường thường là 0.5 cm hoặc là 0.3 cm gì đó thì tùy các bạn thôi. Thì các bạn tự canh cho nó đều setup. Thường thường thì mình dùng 0.3 hoặc là 0.5 cm là được. Và các bạn chọn cái đơn vị cho mình ở đây là cái thiết kế cái thước thực tế, nên là chọn cho mình đơn vị là giờ nó đang ở pixel đúng không? Chúng ta sẽ chuyển qua cm ha. Rồi, ở đây là 0.13 cm. Đó. Thì mình đo đây 0.13 cm thì mấy cạnh khác cũng 0.13 cm. Là cái phần mà bù cắt sáng đi. Để an toàn hơn thì các bạn thêm vô một xíu nữa là 0.3 cm hoặc là 0.5 cm đều được. Thật ra cái phần nội dung thì các bạn đừng có thiết kế mà tràn ra bên ngoài thì nó cũng không có đẹp lắm. Nó thường thường nằm ở bên trong, tập trung vào focus vô trong trung tâm nhiều hơn ha. Thì giờ mình sẽ kéo thêm vô một xíu đi là khoảng 0.3 cm ha. Đó, các bạn sẽ kéo lưới. Ban đầu mà nó chưa có cái thước đâu, ví dụ như một số giao diện mà ở phần mềm Photoshop trên máy các bạn á, thì các bạn nhấn Ctrl, phím Ctrl R thì nó sẽ xuất hiện cái thước ra và các bạn sẽ kéo lưới để mà canh chỉnh chia lưới trong thiết kế. Phần này gọi là phần cắt sáng nha các bạn. Nhớ cho mình. Mình đang dẫn một cách rất là chi tiết cho những bạn mà những người mà họ không chuyên, không có được học từ đầu cơ bản, thì họ phải biết được nó như tại sao phải làm như thế ha. Rồi mình canh vô thì các bạn tự trừ và các bạn canh nha. Cái này mình không nói nữa, nó rất là đơn giản và không có phức tạp. Đó, thì mỗi bên là mình trừ hao vô là 0.3 cm ha. Rồi, bây giờ chúng ta quay lại cái phần mẫu á, mình sẽ kéo cái phần cái khung hình mẫu vô trong cái phần project làm việc của mình. Đó, khi kéo vô thì các bạn để ý phần layer kìa, nó xuất hiện một layer mới hay là một cái tấm hình mà cái nem cạc mẫu á, thì mình sẽ scale các góc nó lại. Đó, đây là cách học nha các bạn hãy tập cover lại nhiều để mà mình kế thừa và phát triển. Đầu tiên các bạn phải làm quen các cái công cụ là bằng cách là luyện tập lại những cái mẫu như thế. Đó. Thì mình sẽ cùng các bạn luyện tập như thế này cho nó lên tay. Và từ từ những cái buổi sau cùng là mình mới bắt đầu mình đi đến phần tư duy nó nhiều hơn ha. Thật ra thì qua một video này các bạn tư duy được rất là nhiều rồi. Rồi mình sẽ scale nó lên ha, cho nó vừa. Các bạn canh chỉnh cho nó vừa. Được 90% là được rồi, không nhất thiết. Đó. Thì tương tự như thế, các bạn có thể lên mạng tìm ra một cái mẫu nào đó, các bạn kéo xuống và bỏ vô, bắt đầu mình cover nó lại, mình vì nó lại redesign lại, redesign nó lại ha. Rồi xong, đây là cái mặt mình một mặt, cái nem cạc thì có hai mặt nha các bạn, mình sẽ thiết kế một mặt trước và một mặt sau. Đó, thì mình để vô trong này để cho nó dễ mình vị nó lại ha.
ra thì đó mình sẽ đặt tên cái lớp này là lớp mẫu ha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cần có một cái logo nha các bạn, cái logo công ty mình đã chuẩn bị sẵn rồi này. Thì ví dụ như bạn làm cho cá nhân thì ông nói rồi, cá nhân có logo thì cũng được, còn đa số công ty là thường thường nó sẽ có cái logo công ty là một cái phần thành phần mà thể hiện trên cái nem card ha. Thì mình sẽ kéo cái file logo công ty vô là file tách nền PNG nha các bạn. Đó. Mình sẽ kéo vô trong này. Rồi sau đó mình sẽ scale nó nhỏ lại. Phần mềm mà Photoshop CC 2021 trở lên thì hình như 20 là đã các cái cách mà thuộc tính mà scale ấy không cần phải ship nha các bạn. Rồi. Không nhân ship mà scale nó vẫn không bị méo hình nữa. Đấy mình lại. Rồi tiếp theo mình sẽ canh chỉnh nó. Canh chỉnh cái logo này so với toàn bộ cái khung đó thì chúng ta phải quét hết toàn bộ khung đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai là mới chọn cái đối tượng cái logo. Bước thứ ba là kích vô cụ mu. Bước thứ tư là chúng ta sẽ bắt đầu để lên phía trên, nó sẽ có canh chỉnh đó, canh dựa theo chiều ngang, dựa theo chiều dọc, dựa theo chiều dọc, dựa theo chiều ngang ha. Các bạn nhớ nha, đầu tiên là canh một cái hình so với toàn một cái khung á, các bạn phải dùng cái công cụ là vỉ vuông tròn vỉ hết cái khung ạ. Rồi sau đó các bạn mới chọn cái layer đối tượng đó và canh ha. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cái logo free đi, logo free logo công ty nào đó cũng được ha. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách tìm logo, các bạn thực hành luôn đi. Các bạn để mà có một cái tư liệu các bạn thực hành thì các bạn có thể tìm thế này. Còn khi các bạn thực hành quen được rồi á, các bạn muốn làm cho cá nhân hay công ty của bạn thì các bạn phải có logo công ty ha. Chứ không phải là lát trên này xuống đâu. Này là của người ta ha. Đó, ví dụ như thế. Đấy. Rồi mình sẽ tương tự mình cũng canh lại này, quét cái khung. Rồi mình bắt đầu mình sẽ chọn vào công cụ mu xuất hiện canh chỉnh theo chiều dọc chiều ngang. Đó. Đó là canh một đối tượng so với toàn bộ cái khung hình ha. Còn canh giữa các đối tượng với nhau nó lại khác nữa. Ở những bài học trước đầu tiên mình đã có chỉ qua rồi, đây là ôn lại thôi, cách những kỹ thuật thiết kế thôi, những kỹ thuật canh chỉnh. Mình sẽ tạo một cái lớp mới. Đó, bắt đầu chúng ta sẽ vẽ này. Mình tạo một cái layer mới bằng cách là kích vào biểu tượng dấu cộng phía dưới này á. Đó. Mình mới tạo layer mới trống trơn luôn. Sau đó mình sẽ đặt là họa tiết trên ha. Khi mà các bạn bắt đầu vẽ, các bạn phải phân tích cho mình cái hình này. Thì chúng ta sẽ vẽ từ đâu? Từ dưới lên hay từ trên xuống? Những cái mà ở dưới á là những cái bị che, ví dụ như trong cái phần chỗ này là cái lớp màu xanh gradient nó đang ở phía trên và một cái lớp màu mờ ở phía dưới đúng không? Đó. Thì các bạn vẽ là nên vẽ từ dưới lên trên đó các bạn. Cũng có thể các bạn vẽ ở trên cũng được, nhưng mà các bạn phải di chuyển cái lớp xếp xếp cho nó sao cho nó đúng với cái design từ ban đầu ha. Nhưng mà theo cái trình tự làm để mà thuận tiện thì các bạn cứ đi từ dưới lên trên cho mình. Sau này các bạn vẽ trong Illustrator cũng vậy, vẽ một lại một cái họa tiết nào đó thì các bạn vẽ từ dưới lên trên và những cái lớp ở trên nó sẽ che mất cái lớp ở dưới đi ha. Mình sẽ dùng công cụ Bend Tool. Đó, xong rồi mình khi dùng Bend Tool các bạn để vẽ những cái vector các bạn phải chọn vào shape và fill và chót chót các bạn tắt đi, nó không có viền chót gì cả nhưng mà nó có fill. Fill này tạm thời đầu tiên các bạn vẽ các bạn cũng tắt cho mình luôn đi. Sau khi mình vẽ xong rồi mình sẽ đổ nền fill cho nó là màu gradient, màu xanh đậm và xanh nhạt, hoặc là một cái lớp màu ở phía dưới ha.
Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ. Đó, mình sẽ vẽ cái lớp dưới. Cái lớp dưới trước là lớp màu xám đó. Khi các bạn dùng pen tool các bạn vẽ đây. Rồi bắt đầu chúng ta độ fill. Độ màu kích vào cái phần màu xám. Rồi nó lấy được màu rồi các bạn. Thì cách vẽ pen tool nữa là mình đã giới thiệu ở những bài học trước rồi ha. Mình không có nói trong này nữa thì nó dễ rồi. Nếu bạn nào mà chưa nắm được thì các bạn thể tìm hiểu thêm. Hoặc là mình sẽ làm những video đó mình up lên lại sau. Nên đây là mình xem miễn phí nên là một số bài thì mình không có up lên. À. Rồi mình sẽ tạo một cái layer mới là một cái lớp gradient đó. Giờ bắt đầu mình vẽ lớp trên. Thì các bạn vẽ lớp trên nó sẽ đè cái miếng xám như rồi các bạn mới vẽ đó, nó đè miếng xám đó là được. Thì họa tiết gradient mình đặt tên là họa tiết gradient, chọn công cụ pen tool, chọn vào shape và fill các bạn tắt nó đi. Chót các bạn tắt đi, chót thì không có, fill có, nhưng mà chúng ta vẽ xong rồi chúng ta mới tô nền fill ha. Các bạn lưu ý cho mình. Mọi cái mình nói các bạn xem mà nếu nhanh quá các bạn phải ghi lại hoặc là xem lại nhiều lần cũng được. Cách điểm đầu, điểm cuối mình sẽ kéo nó ra để mà nó tạo được cái nét cong ha, lét lên trên lét xuống gì đó, thu lại nhỏ ra để mà nó bám vô trong những cái mẫu, cái lớp mẫu ở dưới, cái lớp mẫu ban đầu. Rồi sau đó phần bên ngoài mình không lo, mình cứ kích đại bên ngoài nó không ảnh hưởng hết. Sau đó vào fill các bạn sẽ chọn độ màu gradient đúng không, chọn vào phần gradient này đó, xuất hiện kiểu gradient này. Và cái kiểu gradient này là đậm sang nhạt đúng không, kiểu có hai màu thôi đó. Thì màu đậm thì các bạn phần mà đen đậm hơn thì các bạn sẽ tô màu xanh đậm, và phần mà đen nhạt hơn xám đó thì các bạn sẽ tô chấm cho mình cái màu xanh nhạt ha. Đó, chúng ta sẽ chấm được cái màu xanh đậm nè. Làm lại ha các bạn, kích đúp vô. Đó, khi các bạn chọn kiểu gradient rồi á, nó xuất hiện các bạn sẽ kích đúp vô điểm đó, kích đúp vô đó. Bắt đầu xuất hiện cái bút này các bạn chấm vô cái phần màu đậm đi. Rồi ok ha. Được chưa? Đấy, nó xuất hiện được phần màu đậm rồi đó, màu đậm hơn rồi đó. Bây giờ nhấn ok, tiếp tục kích đúp vô cái điểm thứ hai này. Kích đúp vô. Rồi, chúng ta sẽ chấm cho màu xanh nhạt này. Đấy. Đó, xong. Các bạn hiểu được chưa? Rồi mình sẽ xoay cái góc độ màu gradient nó ha. Bạn có thể xoay bằng cái công cụ bên này, xoay các cái góc độ bao nhiêu độ rồi đó. Và có kiểu gradient là đó, mình đổ rồi xong. Đến đây các bạn đã hiểu được chưa? Rồi chúng ta sẽ kéo cái lớp họa tiết xuống dưới để cái lớp mẫu ở trên tiếp tục vẽ những cái phần còn lại. Đó, đây các bạn coi thành quả này. Mình đã tách cái lớp mẫu rồi ha. Cái lớp mà mẫu mình để mình vừa vô mình vẽ mình đã tách rồi, mình đang bật lại những cái lớp mà mới vẽ ban đầu, mới vẽ tức thì á, là họa tiết trên và họa tiết gradient. Mình sẽ điều chỉnh nó cái lớp dưới một xíu ha. Rồi, tạm thời nhé, nói như thế thôi. Nếu các bạn muốn đẹp hơn thì các bạn có thể tỉ mỉ hơn một xíu để cho nó giống với cái mẫu. Mình điều chỉnh một xíu. Rồi mình sẽ bắt lại lớp mẫu. Tiếp tục mình sẽ vẽ cái phần ở bên góc bên dưới bên trái. Mình sẽ bắt đầu tạo một cái lớp mới đi. Hai cái này. Rồi mình sẽ gộp nó lại cũng được. Các bạn nhấn vào thư mục đó. Thư mục, cái biểu tượng thư mục này các bạn sẽ click vào là nó sẽ gộp ha.
gộp lại thành một group. Các bạn nên làm việc một cách chuyên nghiệp thì các bạn nên đặt tên luôn, họ tiết. Đây mình gõ tên tiếng Việt, còn nếu bạn nên đặt tiếng Anh gì đó tùy các bạn ha. Thì mình làm mình gộp các cái đối tượng lại theo group group nữa, sắp xếp gọn gàng cái project của mình. Tiếp đó mình sẽ copy lên hoặc là mình vẽ thủ công như nãy giờ cũng được. Còn không thì các bạn sẽ copy lên bằng nhiều cách là Ctrl J cũng được, nó sẽ copy group, hoặc là các bạn kéo một cái group xuống dưới cái biểu tượng. Hồi nãy mình kéo xuống biểu tượng dấu cộng á là nó copy lên á. Thì mình được một cái group copy rồi đó. Mình sẽ kéo xuống phần bên dưới, mình không vẽ lại gì nữa, máy công quá nhiều thời gian ha. Mình copy ra rồi, mình kéo xuống phần phía dưới, mình sắp xếp nó lại. Duplicate lên đó. Mình sẽ đảo ngược nó. Rồi bây giờ mình kéo xuống vị trí ha. Bật cái lớp mẫu để so sánh. Thì cái lớp mẫu đó, cái lớp phần kia nó hơi nhỏ lại, nên là mình sẽ chỉnh lại. Chỉnh lại sao cho nó giống như này ha các bạn. Hiện tại thì nó chưa được giống lắm nên mình sẽ chỉnh lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ để vị trí cho nó phù hợp thôi. Rồi mình tắt cái lớp mẫu đi. Rồi mình xem vừa rồi mình sẽ mở cái lớp mẫu lên, mình thấy nó phần xanh đậm rồi mình tới xanh nhạt, giờ cái này nhạt rồi mình tới đậm, nó hơi ngược ha. Nên mình sẽ kích vào cái công cụ để mình đó, để mình sửa cái gradient của nó. Mình sẽ kích cho công cụ Rectangle cũng được, hay là công cụ để mình vẽ nó bằng Pen Tool, mình có thể kích vô Pen Tool xong rồi mình vô phần Fill mình đổ màu nó ha. Các bạn có thể chọn công cụ phần Rectangle cũng được nè, còn không thì lên và Pen Tool. Hồi nãy mình vẽ nó bằng Pen Tool đúng không, thì mình phải quay lại Pen Tool mình đổ màu lại cái Fill đó, kích vào Fill thì nó hiện ra Gradient. Bây giờ chúng ta sẽ đảo ngược cho nó giống cái lớp mẫu á, là phía phần xanh đậm nó bên trong và xanh nhạt nó bên ngoài, nên giờ chúng ta sẽ đảo ngược lại cái hai cái đó ha. Mình kéo lỡ nó mắc rồi. Rồi để mình tạo lại. Vào lại ha, vào lại Pen Tool này và Fill này. Rồi, kéo ngược qua. Kéo ngược cái gradient lại. Nếu các bạn không kéo ngược thì các bạn có thể đổ theo kiểu này cũng được. Kiểu mình xoay các góc độ của nó là nó thay đổi. Rồi xong ha mọi người. Đấy, đã xong được cái mặt trước rồi á. Các bạn kiểm tra lại, tắt cái lớp mẫu đi, kiểm tra lại coi. Thấy nó chưa đẹp chỗ nào thì mình chỉnh thôi ha. Các bạn làm tỉ mỉ thì sẽ đẹp thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tạo lớp mới. Mình sẽ vẽ lại cái phần lớp dưới. Khi chọn Pen Tool các bạn để cho mình xếp ha. Chúng ta chấm màu xám nó. Rồi. Ok, giờ mình chỉ cần dịch chuyển vị trí nó, layer đó nó xuống là nó nằm bên dưới thôi. Hồi nãy là mình chỉ cách thủ công là cách copy là không cần vẽ, còn bây giờ mình đang thực hiện là vẽ thủ công lại ha mọi người. Các bạn nên nhớ lại vì nếu mà các bạn làm thủ công được thì các bạn làm, còn nếu làm thủ công được thì chúng ta copy cho nó nhanh. Thì mình muốn làm cả hai cách để cho các bạn chọn cách nào các bạn chọn ha.
Bây giờ cũng khuya rồi, 12 giờ hơn rồi, nên mình cảm giác nữa là tinh thần nó không được cao, như vậy nó có hơi buồn ngủ hay sao? Mong các bạn thông cảm ha. Mình sẽ điều chỉnh gradient cho nó. Rồi. Bây giờ các bạn kéo lớp mẫu lên. Mình sẽ tắt cái lớp mẫu đi để mình so sánh á. So sánh thử coi nó có giống chưa. Nếu các bạn muốn giống cũng được, không thì các bạn tùy theo các bạn cảm nhận, nó thấy nó của mình đẹp hơn cái lớp mẫu là được rồi. Không cần quá quá là phụ thuộc vô ha. Tương tự như thế thì các bạn group nó lại, group các cái shape mới vị đó cho nó theo bài bản ha. Đây mình copy ra nè, mình cũng tạo thêm một cái khác đó, có nhiều cách làm. Có thể copy lại đối tượng hay các bạn có thể vẽ thủ công. Mình trình bày nhiều cách như thế là để cho mọi người có thể là mà không quá phụ thuộc vào những cái máy móc ha. Rồi mình cũng quá không quá phụ thuộc vào cái của người ta, mình phải điều chỉnh nó đẹp hơn xíu. Rồi đây là mặt một, nhưng mà mọi người rồi bây giờ mình tổng hợp hết các cái mặt trước nè. Rồi sau một mặt ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục kéo cái mặt cái hình mẫu của cái mặt sau là cái mặt thể hiện những thông tin đó. Cái mặt sau là thể hiện những thông tin, ví dụ như là tên, vị trí, chức danh, rồi thông tin liên hệ, ví dụ số điện thoại, website, địa chỉ ha. Những cái yếu tố đó phải có ở trên cái nem card của các bạn đó, các bạn hiểu chưa? Và cái màu sắc của mặt sau phải follow theo mặt trước. Và màu sắc này các bạn phải follow theo cái logo, cái màu brand của thương hiệu. Đó, các bạn lưu ý cho mình. Bắt đầu mình sẽ kéo logo vô. Cover lại thôi. Rồi, điều chỉnh cho nó phù hợp. Không nhất thiết phải giống 100% của người ta đâu ha. Các bạn cứ làm theo ý của bạn. Rồi chúng ta sẽ vẽ cái phần mấy cái shape này nè, dùng pen tool vẽ thôi, không có hết, không có gì khó hết. Dùng pen tool, đầu tiên dùng pen tool thì vào shape này, chọn shape phía trên nha các bạn, lưu ý nãy mình nói rồi. Rồi bắt đầu vẽ một đường cong này, kích điểm thứ hai và kéo dài ra để mà tạo đường cong. Rồi nhấn Alt Tab, dịch chuyển nó lại một xíu. Các bạn càng càng tỉ mỉ thì sẽ càng đẹp ha.
càng tỉ mỉ thì càng đẹp thôi. Ở đây mình chỉ hướng dẫn demo thôi, các bạn phải luyện tập, càng tỉ mỉ thì càng đẹp. Lưu ý cho mình là chọn shape nha các bạn. Rồi mình vẽ tiếp điểm sau, và bên ngoài các bạn kích đại bên ngoài đi, cái phần ngoài đó không ảnh hưởng nó ha. Sau đó fill các bạn đổ màu nó này, bật fill lên các bạn đổ màu, chấm vào màu xám này, tự chọn. Rồi ok đi. Xong rồi, được một cái lớp đầu tiên. Tiếp theo các bạn vẽ với lớp dưới rồi bắt đầu làm thông tin. Mở lần như thế thì các bạn kéo cái lớp mẫu lên trên đi để cho dễ vẽ. Chúng ta kéo cái xuống, kéo lớp mẫu lên để mà nhìn thấy. Mình làm tiếp theo. Tiếp theo là phần gì? Tiếp theo là tên và chức danh của nó này đúng không? Thì chúng ta chọn công cụ T là công cụ mình viết chữ, sau đó click vào và bắt đầu gõ tên. Đó, lưu ý mấy cái này này, cái concept đó là khối này mình mới vẽ nè. Còn cái layer mới tạo là T nè. Bắt đầu gõ vào cái tên của mình nè. Các bạn chọn phông chữ ha. Rồi, mình sẽ kéo xuống phần vị trí. Giờ cái phông kia thì mình sẽ điều chỉnh nó lớn hơn xíu đi. Nhỏ lại chút. Rồi, mình sẽ dịch chuyển cho nó. Cái pha chữ đi. Đây này là mình sẽ chọn phông mỏng hơn á. Các bạn chọn kiểu phông nó mỏng hơn. Rồi. Đó. Dịch chuyển xuống vị trí canh cho nó bằng với cái mẫu đi. Các bạn dịch chuyển xuống. Điều chỉnh cho nó chính xác nha mọi người. Tiếp theo là cái vị trí chức danh, và đây là graphic designer. Thì hay các bạn làm kế toán làm cái gì đấy thì các bạn ấy thôi. Mình sẽ chọn công cụ rectangle để vẽ một khối shape hình chữ nhật, sau đó mình sẽ bo hết bốn góc của nó tròn lại. Đây hiển thị bốn góc thì các bạn sẽ nhập vào thông số của nó ha. Cứ nhập 300 á, tự nó bo lại à. Phần fill này các bạn có thể đổ gradient cho nó. Kích vào gradient. Chúng ta sẽ chấm màu cho nó. Điểm đầu tiên, màu đậm. Điểm thứ hai, màu nhạt. Xong ha. Đó rồi, các bạn bắt đầu viết test lên, chức danh lên. Mình sẽ đổi cái phần gradient nó xíu ha. Đó, các bạn cứ kéo dần nó về thì nó sẽ lấy được cái nào đậm hơn, nhạt hơn. Rồi, bây giờ các bạn chọn công cụ T để mà mình viết cái chức danh nó lên ha.
chọn phông chữ, chọn sai chữ. Xong, vậy là xong ha. Đơn giản không mọi người? Rồi mình sẽ xếp vô trong group rồi cho nó gọn gàng lại nè. Khi các bạn làm gì các bạn cũng xếp xếp cho nó gọn gàng thì sau đây mình sửa. Mình sửa lại file nó sẽ dễ dàng hơn ha. Để một nùi. Nhưng mà đôi khi mình cũng có cái tật hay làm biếng xíu thỉnh thoảng ấy không các bạn. Mình làm biếng thì mình để nó một nùi như thế, nhưng mà mình khả năng mình nắm bắt được. Nếu như các bạn làm quá nhiều layer các bạn cũng rất tiên liên hệ bắt đầu các bạn tìm các cái icon này này vô mình đổi mới và cách tìm như thế nào thì mình tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Bây giờ các bạn lên Google Chrome này, ha. Các bạn vào Blast Icon là một cái trang mà nó chia sẻ icon ở đây rất là nhiều mà miễn phí nữa, rất là hay, mình rất là hay dùng. Tương lai thì không biết thế nào, tương lai không biết nó có miễn phí không. Có lại có cái nào miễn phí suốt đời không mọi người? Nghèo đó nó sẽ tính phí mình á. Nên là giờ các bạn dùng được các bạn tranh thủ dùng đi ha. Ví dụ mình thấy cái link điện thoại này mình sẽ tải cái file mình thích với SVG nha. Các bạn tải SVG cho mình đừng có dùng PNG. SVG vô nó dạng vector nó sẽ rõ hơn. Mình rất là thích. Rồi mình tải về nha mọi người. Có SVG chúng ta kéo vô Photoshop này ha. Chúng ta thả nó vô bắt đầu scale 4 góc nó nè. Cho nó nhỏ lại. Nó kéo vô phần layer nó hiện chữ phone đó, các bạn thấy không? Nhưng mà sao kéo nó méo vậy, do không ship hay là cái bản mới này là không cần ship á. Nếu các bạn nhấn ship mà nó méo thì bỏ ship ra, mình scale ha. Các bạn đừng có máy móc quá, cứ nghĩ vậy á. Rồi bây giờ mình đổi màu cho nó nè. Đổi màu color overlay ha, thuộc tính này là một cách đổi màu cho các cái đối tượng icon nữa mà nó không thể nó chấm màu được thì các bạn đổ màu như thế và kích vào bảng màu ha. Chúng ta bắt đầu chấm cái màu xanh đó nè. Rồi chúng ta được một phần icon điện thoại ha. Bài giảng của mình nó chậm để cho mọi người có thể nắm bắt một cách cơ bản và thuần thục và luyện tập cho nó thuần thục đi. Sau này các bạn làm nhanh lắm. Bây giờ là học mà, học thì phải luyện tập. Mà đã luyện tập, hiểu được tự luyện tập là như thế nào rồi, đâu phải là mình làm luôn đâu.
luyện tập là nghe rồi thôi cũng biết nó chậm mà. Phải luyện tập từ 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 á, thì lên nó nhanh chứ không phải vô ăn là làm đâu. Đó mình tiếp tục mình tải cái icon khác ha, mình tự làm tương tự thôi, scale nó lại này. Một cách đổ màu cho đối tượng thứ hai, các bạn copy cái style nó hoặc là các bạn đổ tương tự thủ công ban đầu cũng được, tiếp tục đổ thủ công thôi. Nó có một cái cách nữa mà copy style, nhưng mà mình thôi mình đổ thủ công cho các bạn trước, tại vì cái icon này màu nó không khác. Nếu mà copy cái style của cái icon đầu tiên dán vô thì nó đổ màu xanh nó không đúng ha. Bấm gì lộn rồi thì mình nhấn Ctrl Z nha các bạn, nó sẽ quay lại Ctrl Alt Z Z Z Z Z Z nó quay lại thao tác tiếp tục. Mình sẽ tải một icon khác ha. Mình sẽ lựa chọn một icon về địa chỉ hả mọi người. Đây mình tải SVG vậy nè. Ok. Bây giờ cũng khuya rồi nên là mình không có nói quá nhiều. Chỉ cái thao tác nào quan trọng mình mới nói nhiều thôi. Mình làm nhiều hơn là nói. Tại vì khuya nên là sợ ảnh hưởng tới nhiều người ha. Bây giờ copy cái layer style nó nè. Do cái icon thứ ba nó màu sắc nó giống icon thứ nhất nên mình sẽ copy cái style của icon thứ nhất dán vô trong cái icon thứ ba ha. Đó, bắt layer style. Rồi, đã đổi được màu nó rồi. Mình sẽ tách cái lớp mẫu đi để mình dễ làm việc hơn xíu. Rồi mình sẽ canh chỉnh các cái icon này các bạn, chọn hết ba cái layer icon, canh nó theo chiều bên này, mép lên trái. Rồi bắt đầu các bạn sẽ canh chỉnh cái khoảng cách giữa các icon. Cái nào đầu tiên thì các bạn xếp xếp lại các layer này từ trên xuống dưới này, phải không? Ví dụ như điện thoại đầu tiên thì các bạn phải kéo cái điện thoại lên trên. Lên điện thoại đầu tiên thì cái điện thoại đầu tiên rồi tới tiếp tục những icon tiếp theo rồi mới nào canh ha. Cái website này giờ mình scale cho nó nhỏ lại xíu. Rồi cái điện thoại tới website rồi tới địa chỉ đúng chưa? Điện thoại, website, địa chỉ đó. Các bạn coi cái phần bên tách cái giao diện bên layer kia, các bạn thấy đang chọn ba layer đó không? Đó, rồi mình canh nó thẳng hàng cái khoảng cách giữa các icon ok rồi, sau đó mình mới group nó lại. Rồi mình mới kéo cái cả cái group icon đó qua bên này. Đấy, mình để không nhất thiết là các bạn phải làm giống y xì bên mẫu ha. Đấy, bây giờ nó mới thẳng đều rồi các mọi người. Tiếp theo nè là bắt đầu chúng ta mới gõ các cái nội dung vô, và cái idea của mình đó là các bạn phải canh nội dung của từng cái với nhau. Ví dụ như số điện thoại phải canh giữa, canh theo chiều giữa so với icon đầu tiên. Đây mình đang chỉnh các cái size nữa ha. Rồi tiếp tục cái phần nội dung phía dưới là website, phải canh theo website, icon website. Rồi group icon theo nội dung, icon theo nội dung, icon theo nội dung, được 3 group. Rồi canh các cái group với nhau. Đấy, cái idea là như thế. Mọi người phải thiết lập idea của mình từ đầu ha. Những cái thao tác lựa chọn phông chữ size rồi này nó quá đơn giản rồi, mình không có nói sâu, nhưng mà mình nói về cách mình sắp xếp các cách mà mình làm việc đó. Để nếu mà các bạn thấy nó rối quá, các bạn tắt cái lớp mẫu đi cũng được. Canh chỉnh hết rồi mình bật cái lớp mẫu lên, mình dịch chuyển cái vị trí. Mình tham khảo là tham khảo cái dàn layout, dàn bố cục thôi. Rồi cái lớp mẫu, tắt cái lớp mẫu đi. Đấy,
đang canh. Thêm một cái địa chỉ nữa. Gì, thêm một cái website. Cái này thiếu Gmail, Gmail nó gộp chung trong website luôn mọi người. Thì thôi làm theo nó thì theo nó luôn, các bạn có thể lên mạng thêm một cái icon Gmail vô rồi xếp thành bốn hàng ha. Đấy, các bạn phát triển thêm. Không nhất thiết là mình phải giữ nó. Thì ban đầu các bạn luyện tập thì các bạn cứ cover lại, redesign lại, nhưng mà sau này mình sẽ thấy chỗ này chưa được thì các bạn phải cải tiến nó đi ha. Improve nó lại chứ không phải là các bạn cứ y chang khuôn khổ nào như khuôn khổ như thế. Ở đây những buổi đầu mình sẽ chạy cách như thế thôi, mà những buổi sau mình sẽ rèn luyện tư duy cho mọi người. Chậm mà chắc, nhưng mà thật ra không chậm đâu, mình đang đi vô thực tế dự án nhiều lắm. Thì cái máy khác nó cũng như thế này thôi, nhưng mà nó khác nhau về tư duy á. Mà thật ra những cái chức năng và những cái chức năng nè, đó, những công cụ thì nó lặp đi lặp lại thường xuyên thôi. Đổi nội dung website đồ luôn, ok ha. Rồi mọi người, chỗ nào không hiểu thì các bạn phải comment. Video này mình sẽ đăng lên rồi, các bạn comment hay là các bạn xem trong cái link mình gửi rồi đó. Mình gửi cá nhân cho từng bạn đăng ký rồi, thì các bạn xem nào mà thắc mắc thì các bạn phải hỏi lại liền để mà mình hỗ trợ trực tiếp. Chứ đừng có mà im là nó sẽ hỏng luôn á. Đó, mình sẽ group nó lại nha mọi người. Group nó lại theo số điện thoại, rồi á. Đây là mình group cái nội dung trước, tại vì một nội dung ở mỗi phần nó có hai dòng lận. Mình group cái nội dung trước, xong rồi mình mới cái nội dung so với icon mà lại group lần nữa. Các bạn cứ xem phần layer bên này nè, mình đang làm đây, thì các bạn phải xem và làm chậm, tua đi tua lại nhiều lần để hiểu hơn vấn đề chỗ này. Đó, đầu tiên mình group cái test đó, sau đó mình mới group cái test đó với cái địa chỉ icon địa chỉ trong một cái group để tên là icon nha. Cái công đoạn này là thật ra ban đầu các bạn học thì nó hơi phức tạp, nhưng mà làm xong rồi á, mình làm một hai lần nhớ cái nguyên tắc của nó là làm nhanh lắm. Mình gõ đại một cái nội dung nào đó ha. Kéo cái nội dung vô cái group icon là group tổng hết nha mọi người. Đấy, mình đặt tên lại này, thông tin liên hệ này, phân tích phía dưới này. Đấy, ví dụ như đây là group tổng không chưa, sổ ra này. Đấy, cái phần này là nội dung địa chỉ, thì có cái phần đó, mình sẽ xếp nó như thế. Địa chỉ nè, có icon địa chỉ. Rồi tiếp tục ở dưới là website, thì có cái nội dung của website. Rồi số điện thoại, nội dung điện thoại trong hết một group tổng thể luôn. Bạn ơi, mà xem mà chưa hiểu chỗ này phải tua đi tua lại xem cho nó hiểu. Nếu mà không hiểu nên bắt đầu hỏi, mình sẽ giải thích một cách nhiệt tình, không có vấn đề gì hết. Rồi mình đi học thì mình cũng hỏi vậy thôi. Lúc trước cá nhân của mình học thì mình vẫn hỏi vậy thôi. Mình biết được tâm lý của một người là tự học.
hoặc là một người đi có thai rồi cũng vậy, có bạn bè đôi khi mình hơi ngại nhưng mình không biết thì mình hỏi thôi đấy. Thì bây giờ mình phải canh hết cái khoảng cách content nữa, nó ở giữa chưa, các bạn phải đo. Hồi nãy mình tắt cái lưới rồi, mình nhấn Ctrl H á, nó sẽ hiện lại cái lưới đó nha mọi người. Đây mình coi là mình canh thôi. Đấy, những cái thông tin này mình đã rồi, đất nó lại hết rồi nè. Rồi về cái này là mình sẽ group cái nội dung ha. Cái nội dung là gồm cái logo này và thông tin liên hệ, tên, chức danh, mình sẽ group nó lại hết trong một cái nội dung chính giữa. Kéo ra ngoài nữa. Đó là cái phần vector phía dưới ha. Rồi mình group nó rồi, cái họ tiết riêng, cái họ xếp này nữa. Đó mình đặt tên nội dung, cái này là gồm đấy các phần như thế. Rồi mình kéo cái logo vô luôn. Xong rồi mình mục đích, mục tiêu của mình, ý đồ mình là gì, mình canh cho nằm giữa mà chọn quét hết tất cả cái khối này. Rồi bắt đầu mu này, chọn mu canh giữa này, theo chiều dọc canh giữa, theo chiều ngang này, ok ha. Rồi bắt đầu chúng ta thấy nó đẹp chưa, cả chọn D để bỏ vòng chọn này, nó test lại lần nghĩa là xong cái mặt sâu rồi, có vấn đề đâu. Tiếp tục rồi rớp lại cho nó gọn gàng ha. Đấy mặt sâu đó xong. Nếu mà mọi người làm mà sao nó rối rồi, các bạn nên tạo hai cái dự án mới, một cái dự án mới là mặt trước, một cái dự án mới mặt sau. Còn ở đây mình làm mình để gộp luôn trong một cái bộ project luôn ha. Thì đôi lúc cái mặt trước nó có hai option nha mọi người, một cái option là nó chỉ có logo thôi, và một option là có thêm hai vector trên dưới. Đấy, thì mình thấy cái option nào đẹp thì mình làm. Đó, khi các bạn gửi thì các bạn lưu cái file này, các bạn gửi luôn, xuất ra file tiếp, các bạn lưu cái nhận file tiếp đưa cho in ấn. Trong này nó có lỗi phông chữ rồi, nếu các bạn sợ lỗi phông chữ các bạn phải chuyển hết qua, hoặc là các bạn đóng gói nó lại gồm có phông chữ. Trong AI thì dễ rồi, trong Photoshop thì thường thường mình đóng gói, một là đóng gói kèm theo phông chữ luôn, hai á, thì các bạn hãy chuyển các cái phông chữ nó mệt nó lại, mệt hết lại luôn. Lưu file tiếp, rồi các bạn lưu một file là file Photoshop, một cái là PDF nữa, đấy. Ba cái như thế thì đây mình chưa nói đến đối với mà đưa cho in ấn thì các bạn phải làm như thế nha. Bạn phải cung cấp các cái file như thế. Đây mình đã xuất ra lưu dưới dạng demo này, mình xuất ra hình ảnh demo cho đó. Nhưng mà các bạn lưu ý khi bạn xuất ra hình ảnh là trên cái hệ mail SMK này nè, là nó cái mail khi bạn xem trên một số thiết bị đó, nó sai mail lắm nha. Ở trên thiết kế Photoshop hay mail nó như thế này, nhưng mà khi các bạn xem trên điện thoại hay xem trên máy tính nào nó sai cái hệ mail á, đó là điều bình thường ha. Nên là khi các bạn xem thì các bạn tốt nhất là mở file Photoshop lên và xem luôn cho nó đúng với cái màu sắc. Hoặc là các bạn muốn xuất ra demo thì các bạn phải xuất ra màu RGB. Ở trong đây là mình xuất ra CMYK luôn rồi. Thì tạm thời thôi các bạn, mình giữ lại đây. Quan trọng là cái file in ấn á, các bạn gửi qua và khi người ta mở lên thì nó như thế nào thì người ta sẽ in ra như thế đó thôi. Đó là demo vậy. Mình xuất ra hai cái hình demo, lại xuất ra file CMYK rồi. Sợ trên một số thiết bị nó bị đổi màu. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ add nó vô một cái backup ha. Backup là gì, là một số cái mà để mình show cái sản phẩm cho nó hiển thị thực tế ra nó đẹp hơn, để mình show cho khách hàng mình coi hình dung được cái sản phẩm của mình. Đó các bạn có thể tải một cái backup nào đó trên mạng. Rồi về chúng ta bắt đầu add hết cái hai cái hình demo này á, bạn bỏ vô, mở file backup lên rồi chúng ta mở add vô này, xóa hết mấy cái cũ người ta đi, cái bộ mẫu backup cũ đi, xóa hết các thành phần, giữ lại cái thiết kế mới của mình, enter.
cách dùng ốc cấp thì mình sẽ làm một bài hướng dẫn sơ. Ở đây mình có sẵn mình mở lên thôi và các bạn cứ làm theo mình ha. Nó cũng đơn giản lắm. Rồi canh chỉnh nó rồi xong rồi nó canh chỉnh nó nhiều hết nó theo chiều ngang cái lớp này rồi xóa hết tất làm lại ha mọi người. Đầu tiên mở markup lên á thì các bạn nhớ là front design này, back design là mặt sau, front là mặt trước. Cái đúp vô cái biểu tượng đó thì nó xuất hiện ra một cái phần mà để mình chèn cái thiết kế của mình vô đó. Ta scale nó lên. Ở đây nghe cái bộ markup này là kích thước nó không có đúng chuẩn với cái đem cạn của mình ha, nên thôi mình làm đỡ không được không sao hết. Số khác chủ yếu demo cho nó giống thôi, còn quan trọng người ta sẽ lấy cái file thiết kế của mình chứ phải lấy file markup này để đi yên được. Rồi nhấn cho S đi, đó nó cập nhật cái bên này rồi mọi người thấy chưa. Tương tự back design kết đắp vào rồi lót ra một cái phần này, các bạn hãy kéo cái design của mình vô. Để lên trên cùng để nó chia mấy cái dưới đi. Scale là lớn lên đúng chưa? Rồi canh chỉnh đi. Quét một phần rồi mua canh giữa chiều dọc canh giữa chiều ngang. Ở trên đây bấm chọn. Xong, chúng ta nhấn trên chọn S. Cập nhật ở bên kia. Nó sẽ cập nhật ở bên kia quay qua. Nó cập nhật xong rồi mọi người. Đây xong ha. Đây là xong cái demo mình gửi cho khách hàng rồi xem. Thì đây gọi là markup thôi, thật ra cũng không có gì phức tạp hết. Rồi sau đó các bạn lưu cái mẫu này ra một cái hình đi rồi gửi cho khách hàng rồi xem họ dễ hình dung hơn ha. Đó mình chọn lớn nhất luôn ha. Ok rồi có rồi mọi người à, xong đẹp chưa, rất là đẹp. Cái cúp này là nên demo cho mình chất liệu giấy rồi. Còn khi mình đi ngắn thì mình lựa chọn vài ngày yên á, mình coi cái lớp giấy nào, loại giấy cán bóng, cán không bóng gì đấy thì các bạn tùy chọn ở phí gia công ha. Theo là chúng ta sẽ lưu cái file dự án này. Như để mình nói các bạn mình lưu về tiếp một cái BSD, một cái PDF, một cái đó. Cái phần cái project này mình đang dùng mèo lại ngắn ha. Tầm 1 giờ sáng buồn ngủ quá rồi á, xong rồi mọi người đó. Rồi đi. Đó là file tiếp mình mới xuất ra, nó tương tự các bạn xuất một file Photoshop, một file PDF nữa mình sẽ đóng gói hết lại trong một cái thư mục mình gửi cho bên ngắn ha. Tạo một cái file, ví dụ các bạn có thể tạo một file thông tin, ví dụ như là file notepad là thông tin dự án này, là dự án là gì, số thông tin cần lưu ý liên hệ đó. Một cái file mà thường tạo một file notepad hay là một cái file word, cái file gì đó, file PDF cũng được cách sử dụng. Còn sản phẩm này như thế nào, cái đó là đối với những người mà là chuyên nghiệp họ bán những cái mẫu đó, thì họ sẽ làm như thế. Còn ví dụ các bạn ngắn thôi, các bạn đem ném cái file tấm file ngắn qua thôi chứ file thiết kế qua thôi chứ cần gì thông tin nhiều, họ muốn gì thì hỏi bạn ngắn, họ thiếu gì thì họ hỏi người design ha. Rồi
Video đến đây là cũng khá dài. Sau mà cướp em cả hả? À, thì các bạn gõ đến Google á, thấy nó rất là nhiều ha. Các bạn cứ lấy trên đấy xem ri rất là nhiều. Như mẫu này nè, mẫu này đẹp này.